Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình bình luận bóng đá SEA Games 31 ở giữa trận đấu ngày hôm nay, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Như vậy là hiệp 1 đã khép lại với tỷ số